Trục vớt một xe tải bị cuốn trôi khi băng qua ngầm tràn ở Thanh Hóa. Ngày 12 tháng 9, tại nhiều xã của huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa có mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm Thủy Văn Kim Tân là 105mm. Mưa lũ đã cuốn trôi một xe tải khi đi qua đập tràn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành, sáng 12 tháng 9, tại đập tràn Thành Tiến, Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc tỉnh lộ 516B đi xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, có một xe tải thùng loại 1,5 tấn chở cây keo giống khi đi qua đập tràn bị chết máy do ngập nước. Sau đó chiếc xe tải này bị nước lũ cuốn trôi xuống phía hạ lưu 3m. Công an quân sự huyện cùng lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu nạn cứu hộ. Mưa lớn khi nước lũ sông Bưởi bắt nguồn từ tỉnh Hòa Bình lên nhanh đã và đang gây ngập lụt ở nhiều xã của huyện Thạch Thành. Tại các xã Thành Long, Thành An, thị trấn Vân Du, nước lũ ngập sâu từ 0,5 đến 1m. Nước lũ lên nhanh gây ngập chia cắt quốc lộ 27B gần 1 km, đoạn từ thị trấn Vân Du đi xã Thành Tân và tuyến tỉnh lộ 516B đoạn từ xã Thành Tiến, Thành Long đi xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc. Mưa lũ cũng làm ngập trắng hàng trăm hecta lúa hè thu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân các xã Thành An, Thành Thọ, Thành Long, Thành Tiến, Thành Tân và hơn 100 hecta cây ăn quả của thị trấn Vân Du. Đến nay, mưa lũ chưa gây thiệt hại về người tại huyện Thạch Thành, nhưng gây ngập lụt hơn 300 nhà dân ở thị trấn Kim Tân và các xã Thành Trực, Thành Tiến, Thành Đông. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và người dân huyện Thạch Thành đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, sáng 12 tháng 9, trên đường đi làm từ thị trấn Phong Sơn đến công ty trách nhiệm hữu hạn giày PMT ở xã Cẩm Ngọc, khi qua đập tràn Đồng Lão, xã Cẩm Ngọc, do mưa to, nước chảy xiết, chị PTV, 19 tuổi, trú tại thị trấn Phong Sơn, bị nước lũ cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đã tổ chức tìm kiếm, song chị PTV đã không qua khỏi do đuối nước. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức mùa mưa lũ đáng chú ý trong cuộc sống.